Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Hôm nay ta đứng ở tại tháp tạo hóa này, phàm là sinh linh của Thương Huyền Thiên ta đều có thể đi vào trong tu hành. Nguyện cho Thương Huyền Thiên ta mãi mãi không suy yếu. Chu Nguyên Thiên Chủ, làm mạnh Thương Huyền của ta. Thiên Chủ uy võ. Chúng ta thề chết cũng đi theo Thiên Chủ. Trong ánh mắt mong chờ của vô số ngọn lửa nóng bỏng, cánh cửa đá dày và nặng của tháp tạo hóa khép kín đang từ từ mở ra. Vô số thiên kiêu đi vào trong tháp. Bây giờ thành Hắc Uyên là nơi nóng nhất. Có nhiều người đến như vậy nhưng lại không có nơi để ở. Để ứng phó với dòng người khổng lồ, Chu Nguyên đích thân ra tay tạo thành. Tòa thành thị này được Chu Nguyên đặt tên là thành tạo hóa, trung tâm của thành thị, tiểu lâu nào đó. Tháng này người đi vào tháp tạo hóa có 7 phần đều là lấy được thăng cấp thực lực rồi. Nhưng mà có thể đạt đến tầng 80 vẫn là các vị trưởng giáo. Mặc dù nói là như vậy, nhưng mà ta cho rằng Lý Thuần Quân, Sở Thanh và những người khác tỷ suất trong tương lai nhập thánh càng cao hơn. Bọn họ còn có tiềm lực rất lớn. Còn về người trấn thủ tầng 80 kia cũng có hơi biến thái một chút rồi. Người trấn thủ tầng 80 kia chính là Thái Hiên của thánh tộc. Muốn qua được tầng này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Người trấn thủ của tầng cuối cùng lại là ai? Đương nhiên là ta rồi. Là một đạo hóa thân nguyên khí của ta. Ta đều có thể tưởng tượng biểu cảm khi mọi người ở tầng cuối cùng nhìn thấy ngươi rồi. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho bọn họ mà thôi. Tin ngươi mới lạ đấy. Hừm. Sư tôn, đây là có chuyện gì xảy ra rồi sao? Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.